Sao căng thẳng quá vậy? Như vậy thì mình có câu đố nè. Trời đó là đàn ông hay đàn bà nè? Chữ trời của người Việt đó, trời. Ở dưới miền Nam trước nhà có cái bàn, có cái cột, có tấm ván. Trên đó để một cái chung, một cái chén, có cát để cắm nhang, để cắm hoa, để gọi là bàn thiên. Bàn thiên là bàn thờ trời. Vậy trời là đàn ông hay đàn bà? Có người nói ông trời. Tôi công nhận vậy. Trời là người, là vì có mặt trời, có chân trời, có lưng trời. Nhưng chắc chắn là nữ vì có... Lạy Chúa, xin cho lời của Chúa qua môi miệng của chúng con đừng bị biến dạng. Lời Chúa có thể biến dạng do cách sống của chúng con không đẹp lòng Chúa, không ngay thẳng, không công chính. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn mình, cách sống của mình để chuyển lời Chúa cho người khác, mà lời Chúa vẫn giữ nguyên vẹn nét tinh tuyền. Xin cho chúng con mỗi khi nói về lời Chúa cho con cái trong nhà thì nhìn lại cách sống của chúng con để lời Chúa không bị bóp méo, biến dạng. Và xin mời ngồi. Thưa quý vị, tuần sau có một ngày nó buồn thảm quá ha. Thứ sáu tuần thánh, ăn chay, kiêng thịt. Một năm mình ăn chay có hai ngày, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Cái khốn khó là trong ngày đó thấy cái gì cũng thèm. Một cái bịch chip, con nó ăn, nó mua KFC đó, nó ăn rồi nó bỏ dư đó. Ngày thường đó, mình thấy nó nguội mình đem vứt, ngày thứ sáu tuần thánh thèm, đem hâm lại ăn chắc cũng ngon. Tại sao? Rồi bởi vì khi ăn chay thì mới thấy đói, khi phải nhịn cái gì thì thấy thèm cái đó. Đó là lý do hãy cầu nguyện nhiều cho những người ăn chay. Người ăn chay là ai? Là những người hiến cuộc đời cho Chúa. Các linh mục, các nam nữ tu sĩ phải ăn chay thì họ đói hơn mình. Quý vị có tình yêu, có gia đình, có quyền tiêu xài, có quyền sử dụng ý riêng. Ba cái thứ đó, đời sống linh mục và tu sĩ đã hứa với Chúa. Sống khiết tịnh, độc thân, vâng lời cấp trên và sử dụng tiền bạc như một người nghèo. Coi chừng, nếu không có ơn Chúa, không sống được. Đặc biệt là một số nơi trên thế giới, nói riêng ở A Châu ví dụ, người ta có thể coi các người tu hành là một ông vua. Chính vì vậy, người ta nuông chiều làm hư. Quý vị sẽ nghe trong mấy ngày, hai ngày vừa rồi, hôm thứ năm và thứ sáu, chưa bao giờ tôi dùng chữ giáo dân. Bởi vì hễ có dân thì có vua. Tôi dùng chữ giáo hữu hay tín hữu. Tôi rất cẩn thận khi dùng chữ. Bởi vì hễ nói giáo dân thì tôi đứng trên này tôi là vua. Không phải. Những hàng giáo phẩm là những người phục vụ. Chúa Giê-xu là người phục vụ đến nỗi chết thê thảm à. Do đó tôi tránh chữ dùng đó. Chúng ta thấy càng ăn chay càng thấy đói. Đúng vậy, ai bị cám dỗ nhiều hơn? Giáo hữu hay là giáo phẩm? Tôi dám trả lời giáo phẩm bị cám dỗ nhiều hơn. Cho nên nếu không có ơn Chúa, té ngã. Thật đáng thương, những con người té ngã đó, theo thống kê, nó khoảng dưới 3%. Nhưng báo chí, truyền thông chống đạo, soi mói. Soi là nhìn, mói là moi ra. Nó tìm ra rồi nó moi ra, nó thổi phồng lên
là hàng giáo phẩm gồm những con người dâm ô, lạm dụng tình dục, tội nghiệp cho các linh mục âm thầm sống cuộc đời hy sinh. 97% không thấy ai nói một lời khen, một lời động viên. Chỉ cần những con sâu dưới 3% đó người ta moi ra, rồi người ta bắt đền bù. Thậm chí nhiều giáo phận bên Pháp, bên Mỹ bán gần hết tài sản để trả cho các nạn nhân. Điều đó làm cho giới trẻ nó hoang mang, thưa quý vị. Nó nói kỳ vậy, rao giảng mà không sống được, mất niềm tin. Cái thành công của những phong trào chống đạo, trong đó cái phong trào mạnh và âm thầm nhất nhưng mãnh liệt nhất là tam điểm. Không có giờ để mình học một cái bài về tam điểm, học một tuần chưa hết. Đó là một thế lực chống đạo kinh khủng, rất âm thầm, rất mãnh liệt. Không riêng gì đạo Công giáo La Mã của chúng ta, họ chống tất cả các tôn giáo. Họ đưa cái tôn giáo của Satan lên hàng đầu. Thì tôi nói trở lại ngày thứ sáu tuần sau là ăn chay. Nghe tới là thấy cái mặt nó sùi sùi. Có người tính, thưa cha, tối thứ năm con ăn tới 11:55 được không? Tôi ngồi tôi tính ngộ ghê. 1:55, 1:56, 1:58, 1:59, ngưng, không ăn. Rồi tới đêm thứ sáu, con đợi tới 12 giờ đúng con ăn được không? Tôi nói chi khổ vậy? Thôi muốn ăn thì cứ ăn thôi, chắc chú không trách đâu. Mà tại sao phải rình, làm như chết đói đến nơi vậy đó. Cái họ cười. Quý vị nghe, tôi không so sánh với luật ăn chay của anh chị em bên Phật giáo. Tôi không so sánh, tôi so sánh với một tôn giáo cực đoan hơn. Để quý vị nghe cho biết nha. Tại tôi sưu tầm, mấy người kia hỏi sao ông sưu tầm nhiều vậy? Tại tôi rảnh. Tại sao ông rảnh vậy? Tôi không có vợ. Có vợ là hết rảnh à? Đúng không? Ai có vợ biết. Cho nên lúc Chúa, Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva đó, ông ai giống ở một mình buồn, phải không? Tại ông nói là Chúa buồn quá, không có gì vui hết á. Đời vô vị. Đó tại ông, cho nên Chúa mới làm cho ông ngủ, rồi mới lấy xương sườn tạo ra người đàn bà đầu tiên là Eva. Dạ thưa, đó là hình ảnh nghĩa bóng, chứ không phải mấy bà đếm đếm rồi nói ừ đúng rồi, mấy ông thiếu một cái xương sườn. Không có đâu. Nghĩa bóng, Chúa dựng nên một người ngang hàng, bình đẳng với người đàn ông. Vậy mà bao nhiêu thế kỷ người ta coi thường nhân phẩm của người phụ nữ. Vậy thì lúc Chúa làm cho A-dông ngủ, trước khi lấy xương sườn, Chúa nhìn A-dông mà. Đố quý vị Chúa nói gì? Ai nói trúng có thưởng. Khó đoán quá ha. Ông chủ tịch có đoán được không? Không luôn. Rồi tôi nói cho nghe. Chúa nhìn A-dông và nói: cha thấy thương con ghê. Đây là lần cuối cùng con được ngủ yên giấc nha. Mai mốt cái xương sườn nó xuất hiện, nó léo nhéo, đố mà con ngủ yên. Nó chuyện cười thôi, nhưng nó có thật đó. Rồi quý vị nghe đây. Người ta nói tôi rảnh đi sưu tầm nhiều chi tiết. Sáng nay cha Đô khen tôi sao ông có trí nhớ tài vậy. Trí nhớ gì? Cái gì tôi cũng có giấy hết á. Tôi để đây nè. Tôi liếc liếc thôi, tại tôi thuộc rồi. Tôi nhắc để đừng có sai. Rồi. Trên thế giới 7 tỷ người đi, mình lấy số chẵn. 1 tỷ 8 là người Hồi giáo. Ghê không? Mình có 1 tỷ thôi. Mà 1 tỷ đó gọi là Kitô giáo, gồm có cả Tin Lành, Anh giáo, Giáo hội Phương Đông. Vậy thì Công giáo có phần nửa thôi. 1 tỷ 8 người Hồi giáo là 1/4 nhân loại đó chứ. Riêng ở đất nước Úc của tôi có 22 triệu người, mà hơn 700 ngàn là người Hồi giáo. Nó kinh hơn gần triệu. Ramadan là nguyên một tháng ăn chay. Cái cuộc ăn chay Ramadan này bắt đầu từ năm 610.
tức là thế kỷ thứ 7 cho tới giờ này vẫn tiếp tục. Mỗi năm trọn một tháng ăn chay, bắt đầu từ thượng tuần tháng 5, tức là cái tuần thứ 3 của tháng 5, cho tới cái tuần thứ 3 của tháng 6 mới kết thúc. Một tháng quý vị, thời gian là từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn nha, mỗi ngày. Mục đích để luyện tập về thiên liêng gồm có hai phần: để giúp mình thân mật với Allah là Thiên Chúa, là Thiên Chúa của mình, họ có quyền gọi là Allah, giống như bên Việt Nam gọi ông trời vậy đó. Nhất là để hoàn chỉnh bản thân, để cái mối liên hệ với Allah được thân mật hơn, với người khác được đoàn kết yêu thương hơn. Mục đích tốt. Rồi, từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, nghe đây, không ăn, không uống, uống nước đó, không uống, không hút thuốc, không quan hệ vợ chồng, không có hôn nữa chứ đừng có nói. Chỉ cần hớp một ngụm nước mà thôi là phá chay. Khát nước nhé, nhất là những người đi làm lao động mạnh. Mình thấy sợ chưa? Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, có nghĩa là sau khi mặt trời lặn rồi được ăn uống. Cứ tưởng tượng cái khoảng thời gian đó, không ăn, không uống, không hút thuốc, không quan hệ vợ chồng, không hôn hít gì hết đó. Ở vài nước, quán ăn nó che màn, nó chỉ mở cho du khách. Nhưng đến lúc mặt trời lặn thì tín đồ Hồi giáo có quyền vào ăn. Rồi, trọn một tháng, kinh khủng chưa? Ai được ngoại lệ? Thứ nhất, trẻ con. Thứ hai, những người tàn tật và khuyết tật. Thứ ba, những phụ nữ mang thai, nhưng đặc biệt là những người, những bà đang cho con bú được miễn. Và thứ tư, những ai có điều kiện về sức khỏe như đường trong máu hay gì đó vân vân. Còn ngoài ra phải tuân giữ tuyệt đối. Úi cha, giờ mình so lại thì mình có một ngày à? Mà cái ngày đó mình được ăn nữa chứ. Sáng ăn ít ít thì trưa ăn cũng vừa vừa, hay là trưa ăn no thì tối ăn ít. Ít bao nhiêu tôi cũng không biết nữa đó. Tại có người đông, mỗi lần con ăn 4 chén, nay con ăn 3 chén rưỡi thôi. Thì cũng vậy à. Nó vui vui nha. Nói để vui. Mùa chay là mùa vui, bởi vì sẽ nhận được tin vui là Chúa Giê-xu phục sinh. Nếu Chúa không phục sinh, cá mình đây, Thánh Phao-lô nói cả nhóm mình là điên. Nói thật, Thánh Phao-lô nói đúng. Nếu Đức Giê-xu Ki-tô không phục sinh, niềm tin của chúng ta là điên rồ. Như vậy, hãy ăn chay cái gì nè? Ăn chay đôi mắt trước. Thấy chưa? Bởi vì cái cửa sổ của linh hồn nè, đặc biệt là giới nam, đàn ông sống và yêu bằng mắt. Hay lắm, mấy ông tin mắt lắm, nhưng hay giả mù lắm. Vợ nói sao cỏ, sao vườn nó cao quá, tôi có thấy gì đâu. Cũng vui. Hay là vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông chặn lại, sếp, tôi đâu có thấy đèn đỏ đâu. Hay giả mù. Nhưng mà trong cộng đoàn nó khổ một cái, những người đẹp đẹp thường đi lễ trễ, mà đi lễ trễ lại thích ngồi hàng đầu, là phải duyệt binh, và cái guốc nó kêu đi mãi lên tới trên, dáng đi thì nguyên ngoẩy thế nào, đố ông nào mà không nhìn. Tinh mắt lắm, coi con nào đấy. Cũng vui thôi, đâu có tội lỗi gì. Nhưng các bà thì sống và yêu bằng lỗ tai. Ghê chưa? Lời ngọt ngào nói ra thì dễ theo lắm, nhưng mà cái người có lời ngọt ngào nhất đều là những sở khanh. Thế mới chết mà cứ tin. Rồi, mấy bà thính tai nhưng hay giả điếc. Giả điếc lúc nào? Lúc người ta chia việc ở nơi cộng đoàn đó. Ủa sao chị không thấy chị chuẩn bị hoa với lá vậy nè? Em đâu có nghe ai nói gì đâu.
Sướng chưa? Nhất là lúc người ta khen, trời ơi, ồ, mai cái áo dài ở đâu mà đẹp vậy? Nghe rồi, nhưng quay lại, chị nói gì vậy? Để người ta khen lại lần nữa, ôi trời ơi, nói khoái. Không biết có đúng không? Tôi đoán thôi. Nhưng mùa chay đối với các ông nên ăn chay đôi mắt một chút. Đối với các bà nên ăn chay cái đôi tai. Nghe những gì tốt, các ông nhìn những gì tốt, tìm cái tốt nơi con của mình để có dịp khen nó, động viên nó. Cái xấu là nó bày ra ngay, rất là dễ. Cái tốt ít khi mình nhìn thấy. Tôi kể ví dụ ra đề chút để quý vị nghe. Trong một lớp học mẫu, tức là có ban giáo dục của sở thể giáo dục tới và ban hiệu trưởng xuống dự cái lớp của một ông thầy dạy toán cho tiểu học, cho lớp 2, toán cộng. Thì ban giám khảo và phụ huynh với lại ban của bộ giáo dục xuống, ban hiệu trưởng vô ngồi, thì ông thầy viết lên bảng 5 bài toán. 2 cộng 2 bằng 4, 3 cộng 3 bằng 6, 4 cộng 3 bằng 7, 5 cộng 5 bằng 10. Cái bài thứ 5, ông để 5 cộng 6 bằng 12. Vừa mới ngồi xuống là người ta đã chỉ trỏ rồi. Ông thầy đứng tỉnh bơ. Rồi một vị đại diện bộ giáo dục nói: thầy, ở trên bảng có lỗi, thầy dạy như vậy chết học sinh nữa rồi. Thầy nói: cái nào? Đó, cái bài cuối cùng đó, thầy làm dư đó. Ông cười, ông nói: thưa quý vị, con bốn bài đồ làm trúng sao không thấy ai khen? Chỉ có một bài làm sai là mình thấy liền. Ghê không? Hãy nhìn các em nhỏ cũng vậy. Những lần nó làm tốt không thấy ai khen, một lần nó có lỗi là moi ra liền. Tội nghiệp cho các em. Tôi chủ trương tìm cái tốt của các em để khoe. Kể cả lúc nó vụng về nhất, nó tính toán không ra, tôi vẫn nói lần tới chắc chắn còn tính nhanh hơn. Tôi khuyến khích nó, chưa bao giờ tôi làm mất hy vọng của nó. Và ông xóa cái bài toán lại thành tốt. Ông nói: quý vị thấy không, trong 5 bài, 4 bài đúng không ai thấy, 1 bài sai, tôi cố tình sai. Chẳng lẽ tôi lại đảng trí đến mức độ làm cái toán cộng sơ đẳng đó lại sai? Nhưng quý vị nhìn thấy liền. Tôi xin mọi người trở về nhà, hãy tìm thấy cái tốt nơi người thân của mình. Như vậy sẽ sống hạnh phúc hơn. Cho nên mùa chay năm 2024, hãy ăn chay cặp mắt nhìn của mình. Tìm cái gì tốt, cái gì làm cho mình bị chao đảo, bị bực mình, đừng nhìn. Ăn chay đôi tai, cái gì làm cho mình phải hùa theo để nói xấu người khác, ngừng. Cái gì động viên để đời sống đoàn kết trong cộng đoàn thì nghe, vân vân. Đó là cách mình lựa chọn, chứ không phải nơi ăn hay uống vật chất. Tôi tin như vậy. Ăn chay miệng lưỡi để không nói những lời sau lưng người khác, đủ rồi. Khó lắm. Tuần rồi tôi ở Chicago, bàn thờ có khắc 3 chữ Sanctus. Sanctus, Sanctus, tiếng Latin là cái câu mà mình đọc thánh, thánh, thánh mỗi lần trong thánh lễ. Sanctus là thánh. Mấy người hỏi tôi ba chữ đó là gì, tôi nói là thánh, thánh, thánh. Thì một ông hỏi tôi: cha, thánh là gì? Hỏi liền, tôi trả lời liền, tại tôi có câu trả lời rồi. Theo phương diện chữ Hán Việt, chữ thánh gồm có chữ nhĩ ghép với chữ khẩu với chữ vương. Nhĩ là lỗ tai, khẩu là cái miệng, vương là vua, là cái gì sang trọng, siêu linh. Bằng chứng là đối với vua, người ta ghép chữ gì? Chữ thượng, là ở trên cao, như thượng uyển, thượng hoàng. Chữ ngự là quý báu, như ngự bào, ngự y. Và chữ long là con vật linh thiêng, con rồng, như long nhan, long bào, long sàng, vân vân.
Như vậy, nhĩ khẩu vương có nghĩa là tai nghe, miệng nói những điều tốt lành. Đối với các bậc hiền nhân quân tử của người Trung Hoa, đó là người thánh hiền. Tai nghe, miệng nói những điều tốt lành. Đủ rồi. Cái căn bản đó nếu mình có đã mừng rồi. Sau đó tai nghe lời Chúa, miệng rao truyền tình yêu, sống đẹp lòng Chúa, giới La Mã Công giáo của mình gọi là thánh. Không phải đợi giáo hội phong thánh. Tôi không thích chữ phong, tôi thích chữ truyền. Phong có nghĩa là đưa lên, đâu cần đưa lên, Chúa biết rồi. Nhưng mình tuyên bố người đó là thánh, có nghĩa là đời sống người đó là gương mẫu. Ai cũng có quyền bắt chước mà không sợ sai. Như vậy còn hàng tỷ con người sống đẹp lòng Chúa, chết âm thầm, không ai biết, không được tuyên thánh thì không là thánh à? Những bậc tổ tiên của mình trong cái nhóm tử đạo, mình phong, mình tuyên dương 117, và một vị tử đạo đầu tiên là André Phú Yên, mới có lên hàng chân phước thôi, nhưng coi là thánh rồi. Như vậy 118, trong số hơn 200.000 người bị giết chết, thì 200.000 đó, trong số đó có hơn 300 các chị nữ tu bị giết tập thể. Không thấy ai có tên trong danh sách phong thánh, vậy họ không là thánh sao? Cho nên đừng có nghĩ phải đợi giáo hội tuyên bố, rồi khi có hình là luôn luôn có cái hào quang chung quanh. Hai cái đó mình đặt ra. Năm tôi đi tù về, có một linh mục ở trên Lái Thiêu bảo tôi, ông Hồng biết vẽ, mới đi tù về, vẽ để có tiền xài, vẽ 117 thánh tự đạo đó. Tại tôi về là đang chuẩn bị phong 117 thánh tử đạo. Tôi vẽ 117 vị, nó gần bằng cái bức tường này đó, to như vậy đó, vẽ cả mấy tuần lễ. Tôi đem cuộn lại đem lên, treo lên cha nó không đúng, không có hào quang. Cái vòng sáng sáng đây nè. Trời đất ơi, đem về vẽ 117 cái vòng đó mới khổ, tại nó phải kỹ lưỡng hơn. Khi đưa lên cha mới nói đúng, bây giờ mới là thánh. Thì mới trả tiền sơn với tiền công. Ôi chào vui ha. Cho nên lễ các thánh, tôi đối với thiếu nhi bên tôi làm một cái cổng kẽm, nó lên như vậy, có vòng tròn. Tôi sơn vàng ở trên, cái cổng đó tôi nhét vô cổ áo. Tôi đi ra có cái vòng. Tụi con nít nó nói, a holy priest, linh mục thánh. Tại vì quay qua quay lại có hào quang. Cái tôi rút ra tôi hỏi giống cái gì? Nó nói giống cái vợt để bắt bướm bướm. Vậy thưa quý vị, thánh là gì? Là những người nghe nói những điều tốt lành, hay những người nghe lời Chúa đem ra thực hành và nói cho người khác về yêu thương của Chúa, sống đẹp lòng Ngài là thánh, không cần được tuyên phong. Không cần. Cho nên tôi chia ra những thánh được tuyên bố đó gọi là thánh quý tộc. Còn mình là thánh bình dân. Trời đất ơi, chút nữa giải lao ra gặp nhau chào, chào thánh bình dân, chào thánh bình dân. Được, ai cấm mình đâu. Không tin à, mình là thánh. Đừng có nghĩ, ồ tôi không xứng đáng. Không, Chúa không có chấp những chuyện nhỏ nhặt của mình. Chúa không có chấp, Chúa chỉ cần tấm lòng của mình có gắn bó, có nhận ra tình yêu của Chúa hay không. Tôi kết cái phần nhập đề này với cái ăn chay của người Hồi giáo và ăn chay thứ sáu tuần sau là bằng cái câu nói của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài hỏi các hồng y, thánh thiện là gì? Rất nhiều người trả lời, thánh thiện là một quá trình luyện tập để từ bỏ một tật xấu, để tập được một nhân đức, để tham dự phụng vụ và các bí tích thật sốt sắng. Đức Thánh Cha gật đầu nói, đúng nhưng không đủ. Chỉ cần một phần này là nhận ra Chúa yêu thương mình vô điều kiện, vô bờ bến. Đức Thánh Cha nói đúng rồi, cái đó quan trọng hơn. Mình vẫn tự hào giới giáo hữu Việt Nam
tín hữu Việt Nam vẫn tự hào phải thuộc nhiều kinh, phải tham dự nhiều bí tích, phải lãnh nhận những bí tích thật sốt sắng, nó đúng hết, phải học hỏi lời Chúa, phải làm việc bố thí, phải đọc kinh thật nhiều, đúng. Nhưng nếu chưa ý thức được mình được Chúa yêu thương, coi là đứa con, mình chưa được sống đẹp lòng Chúa đâu. Chúa chỉ muốn mình là con. Trong hai đêm vừa rồi, tôi chỉ nhấn mạnh vấn đề Chúa mong muốn mình ý thức mình là con của Chúa. Quý vị tưởng tượng đứa con của mình rồi suy ra. Cho nên sáng nay mình trở về chút, mà trước khi kết thúc quý vị có thắc mắc không? Tuần sau mình có thứ hai tuần thánh, thứ ba tuần thánh, tiếng Việt không có gì thay đổi, tiếng Pháp cũng không có gì thay đổi, nhưng tiếng Anh Holy Week thì có Holy Monday. Tới ngày thứ sáu có gọi là Holy Friday không? Không, họ gọi là Good Friday. Tại sao họ đổi chữ Good? Có lý do. Một trong những lý do là cái ngày đó tôi mới biết người nào thương tôi thật lòng chết cho tôi. Cho nên tôi vui mừng là vì tôi hèn hạ như vậy mà có người bỏ mạng sống của mình để chuộc tôi. Tiếng Việt hay thật quý vị. Mua và chuộc khác nhau. Mua là mình bỏ tiền ra mua một cái gì mới, nhưng khi mình đánh mất cái đó thì mình mua lại đâu có gọi là mua, đi chuộc lại. Mà cái món đồ mình mất càng quý giá thì cái giá trị của số tiền hay vật sản phẩm mà mình đem đến để chuộc càng cao. Như vậy, con Thiên Chúa lấy mạng sống của Ngài để chuộc chúng ta, có nghĩa là Ngài quý chúng ta biết chừng nào. Trong khi chúng ta vẫn khinh chính mình, nói mình không xứng đáng. Đúng thôi, là khiêm nhường, rồi đâm ra ngã lòng nó tốn xứng đáng gì hết á. Tôi là kẻ tội lỗi, đúng, nhưng không phải là con đường Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Mùa chay là cái mùa ý thức có người chết để chuộc chúng ta. Hay quá quý vị. Cho nên tôi thích chữ ơn cứu chuộc hơn là chữ ơn cứu độ. Chữ cứu độ là một phần ảnh hưởng của nhà Phật. Độ là đi theo để giúp, mới có chữ độ trì. Còn chuộc là bỏ cái gì ra để lấy lại. Mình đã bị Satan lôi kéo qua tội nguyên tổ để đi theo con đường xấu, xa lìa Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đến chuộc lại, không phải bằng tiền, bằng giá máu, tức là sinh mạng, hạnh phúc. Cho nên người Anh nó gọi là A Good Friday. Bây giờ chúng ta khi đọc tới cái chữ đó phải thấy vui lấy chứ. Và Đức Thánh Cha Francisco nói, mùa chay là mùa vui, đừng có buồn, mặc dù có ăn chay, có kiêng thịt, nhưng vẫn là vui, là vì biết chúng ta được yêu thương. Quý vị ơi, quý vị thấy chúng ta đi cái nhập đề hết nửa tiếng à? 10:32, sắp tới giải lao, thời gian qua mau à? Thôi tôi đi vào đề, tôi ôn lại cái hai ngày vừa rồi, nó nhanh lắm. Ôn nha, tôi lấy lại những cái trang của tôi đã từng nói đây. Ngày vừa rồi nói về chương 15 của Thánh Luca. Tôi thấy rất là hay ở chỗ tôi tóm tắt như thế này. Đứa em bỏ nhà đi, chúng ta cũng vậy. Mỗi lần chúng ta rời xa nguồn tình yêu vô biên, vô điều kiện của Chúa, thì chúng ta sẽ trở thành một miếng mồi rất béo bở của những cạm bẫy, những trò cám dỗ của ba thù là ma quỷ, thế gian và chính xác thịt của mình. Nó tranh giành, nó tàn phá, nó đạp chúng ta xuống bùn nhơ. Ba kẻ thù đó đều có thật. Ma quỷ còn ở bên ngoài, thế gian còn ở bên ngoài, nhưng cái nội thù đáng sợ là chính mình, mới gọi là xác thịt. Ba kẻ thù đó, mễ mình bỏ Chúa đi thì nó tranh giành mình, và mình là nạn nhân. Và khi không còn được môi trường chung quanh bảo vệ,
Môi trường là cộng đoàn, là giáo dục, là tất cả tình thương của mọi người cùng nhìn lên Chúa với nhau. Mình không thấy ai cùng đi chung với mình thì mình sẽ rơi xuống tận cùng của cô lập, của lạc lõng và mất ý nghĩa sự sống, thê thảm. Cho nên chúng ta thấy khi anh trở về, đứa con thứ nó nhận ra, đúng rồi, cha là tất cả. Trong nhà cha có tất cả. Hễ bỏ nhà cha đi, mất tất cả. Mất luôn cả tình thân, mất luôn cả nhân phẩm. Tất cả những gì mà thế gian, dục vọng, ích kỷ cá nhân, nó nằm trong cái cám dỗ của ba thù. Nó đem lại cho anh ta toàn là những thứ cám heo, tồi tệ, dơ bẩn, thấp hèn. Tất cả những gì được hưởng trong nhà cha là những gì cao quý, thiêng liêng, ấm áp tình người. Rốt cuộc anh ta trở về. Đó là câu chuyện của anh ta. Anh ta trở về mà mình ngày xưa gọi là ăn năn tội cách chẳng trọn. Cái chữ ghê quá hả? Có hai lối ăn năn tội. Ngày mai có bí tích giao hòa đó. Có thể mình sẽ vẫn còn ăn năn tội cách chẳng trọn. Giống như này nè. Nó về với bố là vì nó đói. Nó nhục nhã nó về. Giống như con chiên câu chuyện trước đó. Nó mắc kẹt trong bụi gai hay ở bờ vực thẳm sắp rơi xuống hố, không dám nhúc nhích, đứng yên. Người chủ chăn đến vác nó về. Nó đâu có muốn về. Thằng em cũng vậy, chưa muốn về. Nhưng mà vì đói quá đành phải về. Mình cũng chưa muốn xưng tội nhưng mà vì sợ. Tôi nói thật cho, trước khi tôi bay sang Mỹ, tôi đến Sydney nghỉ đó 3 tiếng đồng hồ, chạy ra cái nhà thờ rất gần phi trường xưng tội cho chắc cú. Bởi vì máy bay bây giờ nó rớt thường xuyên. Tôi nói thật đó, mỗi lần tôi đều làm. Bây giờ nếu tôi lúc đó tôi nghĩ lại, Chúa, nếu con đi xưng tội vì sợ chết, rớt xuống quảng ngục cả giường lẫn chiếu, chứ không phải vì tình yêu của Chúa, thì mình ăn năn tội giống thằng em, cách chẳng trọn lành gì hết. Còn ăn năn tội đúng nghĩa là Chúa, con hối hận vì con làm cho Chúa mất vui, mất hạnh phúc, gia đình chia rẽ, gia đình của Chúa đó. Con không phải là đứa con, nay con muốn trở về xin được làm con. Con không tính toán cái nào của con có lợi, cái nào của Chúa có lợi. Tất cả là của chúng ta trong gia đình của Chúa là cha. Đó là điều ăn năn tội cách trọn. Mình hướng về Chúa và người khác. Con đi giao hòa với Chúa, cho nên tôi thích chữ đó hơn, bí tích giao hòa. Con xin được làm hòa với Chúa và làm hòa với anh chị em. Hy vọng ngày mai mình nhận bí tích. Trước đó, chiều nay tôi cũng xin ban truyền thông ở đây chiếu cho tôi cái đoạn video ngắn về chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Ai cũng biết cái bài hát đó, nhưng coi lại nó thấm. Rốt cuộc anh ta trở về rồi. Thái độ trở về vì bản thân, Chúa vẫn chấp nhận. Đẹp ha. Còn người anh, tóm tắt mà. Thằng em bỏ nhà, bỏ cha, bỏ anh, bỏ cái mái ấm. Còn người anh không có bỏ nhà, không có bỏ cha, vẫn ở nhà. Thằng em phạm tội rõ ràng, ai cũng thấy. Thằng anh không hề bỏ nhà, đâu có phạm tội. Không ai thấy tội của anh ta. Mà cái tội của anh ta nặng hơn là vì anh ta ở nhà mà không coi cha mình là người cha. Coi cha mình là ông chủ, mà một ông chủ keo kiết hà tiện, tội nghiệp. Xét bề ngoài, thằng em có lỗi công khai, người anh không có lỗi nhưng âm thầm mang lỗi. Bên trong lòng anh ta xa cách cha anh ta. Anh chịu khó, anh cực, khó nhọc cực khổ để phục vụ ông bố như một ông chủ. Càng ngày anh càng trở nên nô lệ. Tội nghiệp cho anh. Anh vẫn ở nhà mà anh ngục lặng trong cái nỗi ghen tức. Cái thằng em bây giờ nó tự do, nó sướng thật, nó có tiền, nó xài. Mình không được như nó,
ghen tức. Anh ở nhà, anh thấy em anh phạm tội, có lẽ anh cũng nguyền rủa nó, phá tan gia bại sản của gia đình. Ai cũng thấy nó hư, đứa con hư. Anh không hư, không ai đàm tiếu, nhưng tự bên trong anh hư lúc nào không biết. Anh không coi ông bố là bố của mình. Nếu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa là cha, chúng ta là đứa anh. Chúa Giêsu nói hai nhân vật trong câu chuyện đó là mình. Những lúc mình sa ngã yếu đuối, mình là thằng em. Những lúc mình thánh thiện không có phạm tội gì, mình là thằng anh. Đang khi mình giữ như vậy, mình không nghĩ rằng Thiên Chúa là cha. Anh ta sống kiêu căng, hận thù, ích kỷ với cái mặt nạ đạo đức. Anh vẫn ở nhà nhưng buồn chán, không thấy gì vui. Muốn có con dê để nhậu cũng không có, tại anh ta không xin. Khi chúng ta nghe những lời lẽ anh tấn công ông bố, chúng ta mới thấy thấm thiết. Lâu nay con hầu hạ cha. Kinh khủng, nó đến từ một trái tim ích kỷ, có sức mạnh ma quái giết chết tình người. Cái ích kỷ là cái đáng sợ nhất, nó ẩn náu trong mỗi người chúng ta. Tại sao? Tại sao? Tại vì ba thù tấn công, nó xúi chúng ta đừng đến gần Chúa, đừng coi Chúa là cha. Chúa không có tha cho mày đâu. Tóm tắt, nhân vật cuối cùng là ông bố, thương cả hai đứa con. Thương chúng ta trong tình trạng tội lỗi lẫn tình trạng thánh thiện, Chúa vẫn thương. Đừng nghĩ rằng chúng ta có tội, Chúa bớt thương. Ngày đầu tiên tôi đến nước Úc tị nạn, tôi ở trong cộng đoàn của dòng La San vào chiều thứ Bảy. Các thầy sư huynh dòng Ta Be đó, người Úc dắt tôi đến nhà xứ, nhà thờ giáo xứ kế bên nhà trường đi dự lễ. Bài hát đầu tiên nhập lễ, tôi tiếng Anh lúc đó còn dở lắm nhưng mà tôi hiểu. Cái bài Come As You Are, cái tựa của nó, thấy để trên bảng Come As You Are. Chưa bao giờ nghe hát, tôi mới lật cuốn thánh ca ra. Cái lời nó đánh động. Come As You Are, con là gì không cần biết, cứ đến. Đâu có nghe Come As I Want You To Be, cha muốn con như vậy, xứng đáng rồi mới đến. Đâu có nghe. Cứ come as you are. Tội lỗi à, đến. Nghèo, đến. Dơ bẩn, đến. Yếu hèn, đến. Còn nghi ngờ, đến. Đang sốt sắng cũng đến. Rất là dễ thương. Đến với Chúa không che giấu gì hết. Mang những cái gì để khoe? Cái yếu đuối nhất của mình để khoe. Là vì ông bố thương cả hai đứa con. Hay thật quý vị, nhất là cái phiên khúc 2. Cứ mỗi lần con té ngã vì không giữ những điều hứa với ta, sao con cứ nghĩ là ta bớt thương con? Why do you think I love you the less? Nó thấm á. Mà đó là người Việt Nam mình cứ nghĩ vậy đó. Mỗi lần mình phạm tội là tự nhiên mặc cảm Chúa bớt thương mình rồi. Tội nghiệp cho mình. Tại trong cái nền giáo dục của mình nó có cái gì trục trặc. Tôi lấy một ví dụ để quý vị thấy. Một bà nội hay bà ngoại nói với đứa cháu: mày mà không ngoan, bà không yêu mày, không thương mày. Cháu không ngoan, bà không thương cháu. Đó, bây giờ mình không ngoan, Chúa không thương mình. Nó ảnh hưởng vô đầu. Thay vì nói: cháu à, cháu có thương bà không? Cháu thương bà chừng nào, cháu ngoan chừng ấy nhé. Nó khác. Khác xa. Nó đưa cái tích cực thay vào cái tiêu cực. Mày mà không ngoan, bà không yêu mày. Nó khác với: con có thương bà không? Con có thương cha mẹ không? Con ngoan nhá. Thì nó biết cái đó là cái hy vọng để nó nhắm tới. Còn cái này nó thấy bước đường cùng. Nó lỡ nó không ngoan là hết yêu rồi. Nó ảnh hưởng lên cái niềm tin tôn giáo. Mình phạm tội, nghĩ Chúa bớt thương mình. Ai thiệt thòi quý vị? Mình, Chúa đâu mất mát gì đâu. Tự nhiên mình bị mặc cảm. Mà cái mặc cảm đó cần phải xóa. Cho nên, tội nghiệp cho ông bố.
Tôi kết thúc, ông ấy ôm hôn thằng em. Hôm qua tôi có nói, hôn là tha hết. Ông đi ra để đón thằng anh vào, ông không dám hôn nó là vì nó đang nổi giận. Tội nghiệp cho ai? Cho người anh cả. Và nhất là đáng thương cho ai? Cho ông bố bị đứa con từ chối tình thương. Nó ghen với đứa em. Máu mủ ruột thịt mà nó gọi là thằng con của ông, chứ không phải thằng em của nó. Cho nên, ai là người cần hoán cải hơn trong cái dụ ngôn của Chúa Giê-xu? Dạ thưa, đứa anh. Đó là chúng ta đó. Chúng ta vẫn chưa ai bỏ đạo, chưa ai đánh mất niềm tin, chưa ai từ chối giáo hội và nói tôi bỏ đạo, công khai chưa. Nhưng chúng ta chưa tin Chúa là cha. Để mình có thể đến, tôi dùng chữ đóng ngoặc kép, nhõng nhẽo với Chúa. Nhiều ông bà nói, tôi 80 rồi nhõng nhẽo mẹ gì. Dạ thưa không, 80 so với tuổi của Chúa là nhiều. Chúa bao nhiêu tuổi rồi? Từ lúc có nhân loại tới bây giờ người ta khám phá ra sự xuất hiện của Homo sapiens có những vết tích lên đến 80.000 năm, chứ không phải 6.000 năm, không phải 12.000 năm như cái bà Lucy. Bây giờ lượm ra những bộ xương mà cái máy carbon 14 nó đo 80.000 năm, tuổi của nhân loại không là 80.000. Như vậy mình bao nhiêu tuổi mới có 80 tuổi à? So với con người, mình chỉ là đứa cháu chắc chục chịch chút chích chôm chĩa chém chỉ trọt dạy gì đó tôi không biết. Rõ ràng là mình không có ra gì hết mà bảo hãy nhõng nhẽo với Chúa. Cái nhiều người lớn tuổi nói vô duyên, tuổi này mà đi nhõng nhẽo. Cứ nhõng nhẽo đi, cứ nói với Chúa chân tình đi. Con làm cái đó mới nãy đó, con giờ con thấy sai rồi đó, con dâng cho Chúa đó. Đó là một cách nhõng nhẽo, chứ đừng có giấu. Con vừa mới có ý thù hằn một người, con biết bây giờ con nhận ra không đúng, Chúa không muốn vậy, con trả lại cho Chúa đó. Xin Chúa cất đi, đừng để con nhìn người đó bằng một con mắt như viên đạn sắp bắn. Ăn chay nó đẹp quý vị. Trời ơi, tôi nhập đề gì ghê quá. 10:46 đây. Bây giờ tôi mới nói vô bài hôm nay. Lại Chúa, cái ông này dài dòng quá, chắc cháy giáo án. Đề tài Cha Đô đề nghị với tôi có hai chữ: trở về. Hôm qua, hôm kia tôi đã nói trở về của đứa em bỏ nhà, còn đứa anh cần được trở về. Hôm nay mình nói trở về với cội nguồn đấy. Ngắn gọn rồi đi ra uống cà phê đó. Mà cội nguồn của mình là gì? Quê hương. Đi đến đâu, làm cái gì đi nữa, mình vẫn là người da vàng, mũi tẹt. Người ta biết mình là Á Châu. Người Tây Phương nó không phân biệt mình là người Hoa, người Miên, người Lào, người Đại Hàn. Nó không phân biệt đâu. Cũng như mình không phân biệt được người nào Ba Lan, người nào Ái Nhĩ Lan, người nào người Đức. Ở lâu một chút mới hơi phân biệt được. Nhưng rõ ràng mình biết mình. Mình biết mình là người Việt. Rõ ràng dù cho mình có sống lâu ở đâu đi nữa, mình vẫn là người Việt. Dù cho mình có sống lưu vong, lưu là trôi chảy đi, vong là mất, mất nước. Đến đâu đi nữa mình vẫn là người Việt. Mà mình mới lưu vong có gần 50 năm. Hãy nhìn lại người Do Thái, họ lưu vong 2.000 năm. Họ có mất gốc không? Không. Thưa quý vị, tôi ở Chicago, nguyên cái khu phố sát cái Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Chicago của Cha Phi là nguyên một dãy phố dài kinh doanh nhà nguyện của người Do Thái. Họ để chữ Do Thái hết. Đi vào khu đó, trẻ con nói với ông bà, với cha mẹ bằng tiếng Do Thái. Khiếp, họ đi 2.000 năm rồi, họ vẫn mang cái mũ, họ vẫn để tóc ở bên tai nó quắn quắn. Là thanh niên đó, phải để cái tóc ở đây ngăn nghe vậy. Và ngày Sa-bát, họ vẫn mang những cái dây có kinh trên tai đi ngoài phố.
Hiện hãnh diện tôi là người Do Thái, tôi đi đến nhà nguyện. Mình phải phục họ chứ. Tại sao họ giữ được 2000 năm lưu vong không mất gốc? Thật sự trên chiếc xe lửa tôi gặp ba ông già đi đón đứa cháu. Tôi chắc chắn là đứa cháu, cháu nội, cháu ngoại không biết. Thằng bé với con bé rất dễ thương, lên ngồi bên cạnh ông trước mặt mình. Nó mở miệng nó nói tiếng Do Thái. Kinh thiệt. Thấy hay không? Cái cách giáo dục họ giữ cái cội nguồn hay không? Cho nên họ đi đến đâu vẫn có cộng đoàn để sống. Họ vẫn tôn thờ Yahweh. Họ không công nhận Chúa Giê-xu, mình không trách họ được. Là vì cái truyền thống tôn giáo của họ đã dạy họ phải tôn thờ một Yahweh duy nhất. Mình đừng có trách, mình đừng có nói. Rồi mình đặt mấy cái tên thật xấu, nó quân dữ, quân du gieo rồi đó. Mình thấy ghê quá. Họ sống trung thành với tôn giáo của họ, với hết niềm tin. Tôi tin rằng Chúa vẫn cứu thoát họ. Thứ sáu tuần thánh có lời nguyện dành cho dân Do Thái. Thứ sáu tuần thánh sắp tới, ráng nghe đi, coi giáo hội cầu cái gì cho người Do Thái. Nguyên một câu dành riêng cho dân tộc Do Thái, là dân của Chúa. Rồi, trở về với cội nguồn, với quê hương của mình. Tại vì hai chữ tự do mà mình đi khỏi nước. Tôi nhớ hình như một trong những cái nhóm của Asia hay là gì, Nam Lộc có hát cái bài gì đó. Tự do ơi tự do, tôi đổi bằng nước mắt. Tự do ơi tự do, anh trao bằng máu xương. Tự do ơi tự do, em trao bằng thân xác. Vì hai chữ tự do, ta sống đời lưu vong. Vì hai chữ tự do, mình bật ra khỏi nước mình sang đầy sống. Mà nếu mình đánh mất luôn cội nguồn của mình, uổng quá quý vị ơi. Tôi sẽ nghỉ, tại vì còn 10 phút tới 10, 11 giờ. Xin tất cả đừng ai ngồi trong nhà thờ. Ai ngồi trong nhà thờ tôi tới tôi thọt lét á. Chịu khó đi qua bên kia uống một chút cà phê, bỏ chút nước trong người ra, rồi lắp cà phê vào hay là nước ngọt gì vào, rồi trở lại khi có lệnh của ông chủ tịch nha. Xin đứng lên và cùng vui vẻ với nhau chúng ta đi, không có ngại gì hết. Tôi trở lại vấn đề là mình giữ cái cội nguồn của mình. Văn hóa Việt Nam với 4000 năm văn hiến, mình tự hào đúng thôi. Đề cao tình làng nghĩa xóm. Tối lửa tắt đèn có nhau. Sự liên đới yêu thương đùm bọc của cái chữ đồng bào. Không có nước nào gọi người cùng một đất nước là đồng bào. Đồng là cùng nhau, bào là bào thai.
sinh ra cùng một bào thai, cho nên từ đó mình có chữ đồng hương, đồng đạo, đồng môn. Nhưng chữ đồng bào là căn bản, cùng một bào thai, cùng một cha, một mẹ. Sự liên đới đó không dừng lại ở thôn xóm, dân tộc, mà bao quát hết mọi nơi giữa người với người, bằng cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Rồi cái từ cái chữ đồng bào đó mà mình có chữ bào huynh, anh cùng một bào thai, bào đệ, em cùng một bào thai, bào bá là gì? Người bác ruột của mình, bào thúc là người chú ruột của mình, gốc Hán Việt. Bây giờ chắc ít dùng hơn. Nhưng truyền thống đó, tại sao mình đã thấy nó mai một là nó mất dần? Nó mất dần khi còn có nhiều em trẻ, người Việt Nam nhưng không nói được tiếng Việt hay không nghe được, ít nhất là nghe được. Vậy thì mình so lại với một chủng tộc khá gần mình mà hồi nãy tôi nói là người Do Thái. Chúng ta thấy chúng ta dễ đánh mất cái gốc của mình. Nhưng cái đó cũng là một nỗi lo. Nhưng cái nỗi lo khác là cái tình nghĩa xóm làng đó càng ngày càng mất, thưa quý vị. Ngay trong nước, đây là chuyện tôi sưu tầm trong báo. Ở quốc lộ 1, ở khúc quanh về phía phải, ở Hồ Nai 4. Ai ở Hồ Nai biết Hồ Nai 4? Một tai nạn của một chiếc xe tải chở các lon bia San Miguel, bia ngoại quốc đó, quẹo gấp, tránh né, lật xe. Tội nghiệp cho người tài xế bò ra được khỏi cái cabin, đang hoang mang vì tất cả chiếc xe nó nghiêng, bia nó đổ ra hết, lon bia mà nó đâu có bể, nó lăn lông lóc. Thấy người dân túa ra, anh ta mừng quá nói xin bà con giúp tôi, vì tôi làm công chở cho công ty. Anh ngạc nhiên khi thấy mỗi người đem thùng, đem gánh ra, gánh bia của anh về nhà. Anh cản không được vì đông quá. Hỏi tình nghĩa xóm làng ở đâu? Thứ hai, một tai nạn cũng trên quốc lộ 1A. Chiếc xe tải chở gỗ đi theo hướng từ Bắc vào Nam, đâm trực diện vào một chiếc xe tải chở trái cây chạy từ Nam ra Bắc. Vụ tai nạn này khiến hai cái buồng lái sụp vào nhau. Hai người tài xế bị thương nặng, kẹt trong cái bánh lái của xe, đang hấp hối. Chiếc xe chở trái cây tung tóe ra đường. Chiếc xe gỗ thì nó nặng, nó không có bị gì hết, toàn gỗ thân to. Thế là người dân chạy ra. Phóng viên báo chí có mặt đã ghi nhận như sau: không ai đói hoài đến hai tài xế đang kẹt trong cabin. Người ta thi nhau nhặt trái cây đem về và vui vẻ nói là của trời cho. Như vậy là một màn ăn cắp tập thể, hội đồng tập thể, tán tận lương tâm. Vậy cái đó là mất đó. Mất cái nghĩa đồng bào, mất cái tình quê hương, mất cái tình thương dành cho người bị tai nạn. Xem ra cuộc sống hôm nay vô tâm, không còn trái tim. Tôi không biết trong xã hội chủ nghĩa người ta huấn luyện thế nào để rồi bây giờ nó đạt tới tình trạng học sinh đánh thầy cô, vừa mới đây chém một cô hiệu phó, mới đây trong nước. Rồi cảnh những học sinh lớp 6, lớp 7 đánh hội đồng, rồi có em đứng quay phim đưa lên mạng để mọi người coi hoan hô. Trời đất ơi, hỏi trái tim con người đâu? Có phải chủ nghĩa vô thần lấy mất trái tim không? Đúng. Khi mà người ta lấy cứu cánh để biện minh cho phương tiện, bất kỳ cứu cánh nào xấu mấy cũng được, miễn tôi đạt được phương tiện thì tôi làm, cho dù cái phương tiện đó loạn luân, vô đạo đức, cứ làm. Đó là cái đáng sợ.
Nhưng cái đáng sợ nhất là mình mất cái identity, cái căn gốc của mình là người Việt. Thưa quý vị, tôi có cái chuyện ở trong nhà hưu bên Úc. Tôi được một cái nhà hưu dưỡng đó mời đến sức dầu cho một ông cụ là cựu quân nhân của Thế chiến thứ hai. Ông chín mấy tuổi rồi, ngày xưa ông là đại tá đó. Ông ở Malai bị Nhật bắt giam, đưa đi qua để xây cái cầu sông Wai đó, chung với lính Anh. Ông là lính Úc. Khi tôi bước vào cái phòng, ông ấy nằm đang khó oxy tùm lum hết. Ông ngoắc 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 cô y tá lại, gỡ dây ra và ông nhìn mặt tôi, ông nói: "Are you Japanese?" Tôi hơi khựng lại. Cô y tá nói nhỏ với tôi: "Cha yên tâm, cha không phải người Nhật." Tôi mới nói: "No sir, I am not Japanese, I am Vietnamese." Thế là ông cười, rồi ông bảo mang lên oxy lại, rồi ông sẵn sàng nhận bí tích sức dầu. Sau bí tích sức dầu, ông xin phép gỡ ông ra để ông nói chuyện. Ông nói: "Tôi tha hết mọi người vì Chúa tha cho tôi, nhưng tôi không tha được mấy thằng Nhật nó hành hạ tụi tôi. Nó chém đầu một trung úy dưới quyền tôi để thi coi thằng nào chém ngọt. Lôi người ra để thử coi cái gươm nào bén." Ông ấy nói: "Không thể nào tôi tha được. Chúa tha thì tha, tôi không tha. Cho nên lúc nãy tôi xin lỗi cha, tôi thấy cha giống người Nhật." Tôi nói: "Không, tôi hãnh diện, tôi là người Việt Nam." Ông ấy cười đó. Xem ra cuộc sống hôm nay, đánh mất trái tim là kết quả của đánh mất cái cội nguồn. Cho nên có thể thôi, vì lý do đường xa, có khi ở những nơi không có cộng đoàn người Việt thì chúng ta đi lễ ở người bản địa, đi lễ ở xứ Úc, xứ Mỹ. Nhưng nếu có cộng đoàn người Việt nên đưa con cái về, nó nghe tiếng Việt thế nào nó cũng thấm, và nó giữ được bản sắc. Đừng có nói trễ rồi, thưa không, không có cái gì trễ đó, vẫn còn. Nhất là mình nghe một chữ tiếng Anh, dù mình giỏi tiếng Anh đến mấy, nó không thấm bằng một chữ tiếng Việt. Cái thấm nó có nghĩa là cả một cái nền văn hóa nó đi vào đầu mình rồi. Giờ mình nghe tới cái chữ đó, bao nhiêu kỷ niệm nó trở lại. Còn mình nghe một chữ tiếng Anh, mình hiểu đó, nhưng làm sao mình nắm được cái cốt lõi ở bên trong? Không thấm. Cho nên thưa quý vị, tôi nói với các em ở bên tôi đó, tụi con có biết không? Súc vật mà nó nói tiếng Việt hết á. Tụi nó hỏi: "Really?" Tôi nói thiệt đó. Con coi con gà mái, giờ tôi đố quý anh vị, con gà, quý vị là con gà mái đẻ lần đầu, mình gọi là con gà mái gì? Mái tơ. Đẻ lần đầu đó, gọi là gà mái tơ. Giống như người phụ nữ sinh con lần đầu, gọi là con gì? Con so, thấy không? Cái tên riêng, tức cười lắm. Con gà mái đẻ lần đầu, đẻ ra cái, nhảy ra, ngó xuống, thấy cục trắng xác. Đâu biết cái gì, đập đập cánh, cục gì trắng xác? Cục gì trắng xác? Nó hỏi bằng tiếng Việt đó. Con gà mái đẻ kế bên, nó đẻ nhiều lần rồi, nó quay qua, nó nói: "Vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát." Nghe nó bực mình. Gà trống đứng trên chuồng thấy chuyện đàn bà trẻ con, đời có thế mà thôi. Xong thấy bà gà mái tơ nhảy ra khỏi chuồng chạy đi kiếm ăn, anh bay xuống để anh đạp mái. Anh rượt ú và chạy ào 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 trong chuồng. Bầy gà con nghe chạy ào ào la: "Khiếp khiếp khiếp khiếp." Con chó đang ngủ nghe đám gà con khiếp khiếp thức dậy: "Đâu, đâu, 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 chỗ nào?" Con bò nó bực mình, đứng trên cao thấy chuyện con nít, mở miệng lên: "Kệ họ, tụi nó muốn làm gì làm. Thế không thấy nói tiếng Việt không à?" Quý vị cười, nhưng tôi nói vậy mà tụi nó cũng chịu khó đi học tiếng Việt đó. Tôi cảm ơn cái hãng phim Hồng Kông, một thời nó giữ tiếng Việt khi mình đến đất nước thứ ba. Giờ rảnh rất nhiều bà coi phim Hồng Kông, mà cái người lồng tiếng đó,
Nó không phải người Việt, để chúng tôi cho ví dụ, nhưng tuy nhiên cũng giữ được tiếng Việt trong nhiều thế hệ. Cái nhịp đọc không phải người Việt. Tôi kể một ví dụ cho nghe. Cái phim nó nói tới hai đứa, một đứa con trai, đứa con gái, từ giã nhau ở bến đò Kowloon ở Hồng Kông. Một đứa từ lục địa là đứa con gái, được một cái công ty của bên phía Hồng Kông nó tuyển qua làm. Thế thì từ giã anh chàng mới nói, em biết mà, anh biết đó, em đi sang đó sẽ có người săn sóc cho em. Cái nhịp như vậy, anh biết mà, em đi sang đó sẽ có người săn sóc cho em. Cái con kia nhìn, anh nói thiệt là phải. Rồi cái trước khi đi, em à em hãy gả em cho anh đi. Làm gì có chuyện con gái đi gả, ba má gả thôi, nhưng mà nói em hãy gả em cho anh đi. Con kia nhìn thấy dễ thương lắm, em cũng muốn, nhưng mà sợ ba má không cho phép. Cái nhịp đó phải người Việt mình nói vậy không? Người Việt mình đâu có nói cà giật vậy. Nhưng mà ít nhất nó giúp cho mình, giới trẻ nó còn giữ được tiếng Việt. Mà Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói, mất tiếng Việt lúc đó bắt đầu mất mọi thứ khác. Thôi đúng thôi. Cho nên nếu ở nơi nào có cộng đoàn người Việt, tôi không phải quảng cáo hay cổ động gì, nhưng để giữ tiếng Việt, một trong những môi trường tốt nhất là trở về với cộng đoàn người Việt. Đừng ngại đường xa, rồi sẽ thấy kết quả nó khác. Mặc dù nhiều người nói, thưa cha, về cộng đoàn người Việt phức tạp lắm. Đúng, bởi vì ở cộng đoàn người Mỹ mình không tham gia, mình đâu có thấy phức tạp. Mình không hiểu ngôn ngữ, mình ở bên ngoài. Và nhất là họ theo chế độ phớt tỉnh ăn lê, ít có biểu lộ ra ngoài. Còn người Việt mình đôn đã hỏi tùm lum, có khi soi mói nữa. Gặp nhau cái hỏi, lâu nay làm gì ạ? Căn nhà mới mua bao nhiêu? Người Tây Phương không bao giờ nó hỏi nhà giá bao nhiêu. Chiếc xe đi mua nhiêu vậy? Họ không ai hỏi hết á. Sao lúc này thấy mập vậy? Tắt là cái tầm bậy nữa. Người ta tôn trọng cái riêng tư của mỗi người, còn mình thì cứ hỏi, rồi cái sinh ra nhiều chuyện. Đó. Đây. Muốn cho ăn nói khỏi hớ, thưa quý vị, ông bà mình nói gì? Phải quay lưỡi mấy lần? 7 lần trước khi nói. Đứng quay quay đó nó đấm vào một cái. Quay có nghĩa là nghĩa bóng thôi, chứ không phải đứng có... Nhưng mà đây là bí quyết. Tôi rất là thích cái này. Nếu cái người mình sắp nói chuyện ngang cơ với mình về tuổi tác, về vai vế, về địa vị trong xã hội, thì mình quay lưỡi 10 lần, đúng 10 cái rồi nói, không có hớ. Mà nếu có hớ cũng không sao, tại nó ngang mình. Nếu người đó cao cơ hơn mình, chẳng hạn về sức lực, về địa vị, về cấp bậc, thì nên quay lưỡi 20 lần. Bởi vì nói hớ có khi nó quánh cho. Nếu người đó là ông sếp của mình thì quay lưỡi 50 lần. Và nếu người đó là khách hàng, quay lưỡi 100 lần, bởi vì khách hàng là vua. Ghê chưa? Nếu người đó là vợ mình, quay suốt khỏi đếm. Đừng có đếm mất công, cứ quay rất là im luôn. Mà nếu người đó là chồng mình, khỏi quay lưỡi. Muốn nói cứ nói. Sướng ha, mấy bà khoái lắm. Tôi nghĩ chuyện đó là vui rồi. Thưa quý vị, tôi nói trở về với lòng nhân hậu của cha mình. Nha. Hồi 2 ngày rồi, trở về với thiên chức làm con. Bây giờ mình gọi Chúa là cha. Đừng có ngại. Thì tôi mời quý vị cùng với tôi. Câu chuyện này chiều nay sẽ có ban truyền thông chiếu cái video ngắn. Dạ thôi, bây giờ không chiếu, để chuẩn bị cho bí tích giao hòa ngày mai. Đó là câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, của Thánh Gioan kể, chương 8. Hay không? Các kinh sư và ký lục. Ai, bây giờ tôi phải ra đề một chút để quý vị có thể hiểu xã hội Do Thái. Tôi có sưu tầm nguyên một trang này.
trước khi đi vô cái này nghe chút, bởi vì rất nhiều vị đi hành hương rồi nhưng ít có ai tóm tắt cho mình. Đất nước Do Thái rộng 25.000 cây số vuông, cỡ một tỉnh của nước ta bên Việt Nam á, một tỉnh. Tại vì nước Việt Nam 326.000 cây số vuông, đừng có so với mấy tiểu bang bên đây. Cả nước của mình cũng chưa rộng bằng tiểu bang Cali hay là bằng một góc nhỏ của Texas. Chiều dài nhất 240 cây số, chiều rộng trung bình từ 40 đến 150 cây số, rất là ngắn. Biên giới phía bắc có cái núi Hermon, cái mỏm cuối cùng của dãy núi Liban. Phía nam là sa mạc, đi xuống tới biển chết, nơi ông Mô-xê đem dân ra khỏi Ai Cập. Ở phía tây là địa Trung Hải, ở phía đông là sa mạc của nước Syria. Đó, cái đất nước nhỏ đó chia làm ba tỉnh. Phía bắc Galilee gồm có các thành phố như Nazareth, Cana, Naim. Ở phía giữa là Samaria, bị ảnh hưởng của người ngoại giáo, có cái đền thờ ở trên núi Sikhem. Ở phía nam là Judea, gồm có Jerusalem, Bethlehem, v.v. Nhưng tôi muốn nói đến giai cấp vì tôi mới đọc các kinh sư và ký lục. Giai cấp xã hội thời Chúa Giê-xu cố gắng giữ tới ngày hôm nay nha. Ghê thật, mặc dầu họ đi lưu vong 2.000 năm rồi. Giới cao nhất, giới tư tế. Đứng đầu là vị thượng tế. Đứng đầu cái hội đồng thủ lãnh của tôn giáo. Giới tư tế là thượng tế. Rồi tới giới tư tế, thời Chúa Giê-xu đoán xem khoảng bao nhiêu người. Hơn 7.000 người, chia làm 24 nhóm. Kinh hôn. Và họ luân phiên vào cái nơi thánh để dâng hương, trong đó có ông Zachary. Còn thị thượng tế hồi nãy đó là vào nơi cực thánh một năm một lần. Các thầy tư tế không được vào, chỉ rút thăm vào nơi thánh là nơi bên ngoài. Rồi tới các thầy Lê Vi, tức là giống như phó tế để phục vụ. Khoảng 10.000 người. Trời đất ơi, nuôi cái guồng máy đó không hết tiền. Thành phố Jerusalem, họ giữ các chức vụ ca đoàn, tức là đàn hát, giữ cửa nè, bảo quản, tức là bảo trì, bảo vệ đền thờ, cho nên họ có lính riêng, gọi là giới tư tế. Nó cồng kềnh chưa? Tuần rồi tôi ở Chicago, tôi hỏi cha Phi, tại cộng đoàn của cha Phi có 5 thầy phó tế, 1 thầy người Phi, 4 thầy người Việt. Tôi thấy hay quá, các thầy luân phiên nhau được phép giảng trong thánh lễ. Giảng hay, soạn bài rất tốt. Tôi mới hỏi, ở tổng giáo phận Chicago có bao nhiêu phó tế vĩnh viễn? Tôi đố quý vị đoán đó. Mình ở đây có một thầy đang học để làm phó tế vĩnh viễn, đáng mừng, sẽ giúp cho cha đô. Nhưng ở Chicago bao nhiêu đoán coi, mời ông chủ tịch đoán coi bao nhiêu, cho một con số đi. Không dám nói. Khoảng 30 người. 30 phải không? Dạ thưa không, 762 người. Đông thiệt đó. Có những giáo xứ tới 10 thầy, giáo xứ Mỹ đó. Họ luân phiên làm phép rửa tội, làm đám tang, làm đám cưới cho các cha giảng trên bục, họ soạn kỹ. Thấy không? Tốt, 700 thôi, bỏ con số lẻ đi, thấy giật mình rồi. Gọi chung là giới tư tế. Thứ nhì, giới kỳ mục, gồm các phú ông, các bậc niên trưởng, gọi là giới kỳ mục. Thứ ba, giới kinh sư, mình mới nghe hồi nãy, gọi là các ông ký luật, thư ký đó, các luật sĩ học về luật, các thầy thông về luật và các chuyên viên về kinh thánh. Rồi thứ bốn mới tới dân chúng. Đa số
thuộc dân chúng thấp cổ bé miệng mà mình gọi là các tín đồ. Rồi trong các tôn giáo của xã hội thời Chúa Giêsu có nhóm Sa Đốc gồm các tư tế kỳ mục rất bảo thủ. Họ tôn trọng sách Ngũ Thư đó, hôm qua tôi nói năm cuốn đó. Hơn hết đối với họ kinh đó là quan trọng nhất. Rồi tới nhóm Pharisêu, nhóm tự cho mình là cực đoan. Cho nên mình chỉ bàn nhiêu đó thôi. Còn mấy nhóm khác như nhóm Esseni, nhóm Samari, nhóm Herode được coi là nhóm phản quốc vì nó bắt tay với người La Mã, khỏi bàn. Tôi trở lại, Chúa đang ngồi giảng dạy cho dân, thì các kinh sư và ký luật lôi đến trước mặt Chúa một người phụ nữ tả tơi, và họ nói, thả ra là cái cô đó té sấp trước mặt Chúa: Thầy, bà này bị bắt đang quả tang phạm tội ngoại tình. Mà theo truyền thống của luật Mai Sen, hạng người này phải bị ném đá ngay lập tức, gọi là thạch hình. Còn thầy dạy làm sao? Rồi họ đứng họ đợi. Cái cử chỉ của cái ông mà đứng đại diện nói vậy, còn thầy dạy làm sao? Nó đứng đợi. Chừng nào quý vị coi cái video, nó diễn rất hay. Khó cho Chúa Giêsu. Bây giờ nói ném đi cho đúng luật, thì ngược lại với những gì Chúa dạy là phải tha, phải yêu thương. Còn nếu nói không được ném, thì lỗi luật Mai Sen, họ ném luôn Chúa Giêsu. Thưa quý vị, nếu Đức Mẹ Maria mà không nhờ ông Giuse can thiệp, Đức Mẹ chắc chắn bị ném đá đó. Chỉ cần ông Giuse nói bào thai đó không phải của tôi là ném đá. Đố quý vị ném đá ở đâu? Nghe nè, tôi sưu tầm rất kỹ đó, không có sai đâu. Nếu một người con gái có thai không phải với chồng mình sẽ bị ném đá ngay trước cửa nhà của cô đó. Họ để ngay trước đó đó, họ đứng chung quanh họ ném xuống, chết ngay tại đó, và phải để đó ít lâu để làm gương. Là vì cái tội ngoại tình là cái tội gọi là làm ô uế dân tộc Israel. Trong khi đó, Tân Ước là khi Chúa Giêsu đến, chưa hề nghe Chúa kết án tội nghịch lại điều răn thứ 6 và thứ 9. Chưa hề nghe một câu. Bằng chứng hôm nay, Chúa tìm cách tha cho bà này. Ghê thật. Nó thấy rất rõ hai cái luật khác nhau. Chúa nói tôi đến không phải để phá cái luật cũ, nhưng để làm cho nó tốt hơn. Tức là Chúa không có chủ trương cứ phạm tội đi. Không. Cuối cái câu chuyện này là câu chuyện có thật, chứ không phải dụ ngôn. Quý vị sẽ nghe Chúa đối đáp với cái người phụ nữ đó. Bây giờ Chúa bảo không ném đá, Chúa phạm luật. Chúa bảo cứ ném đi, Chúa nói một đường là một nẻo. Cái gì cũng bị bắt bớ, bắt bẻ, soi mói, khó, tiến thoái lưỡng nan. Chúa Giêsu làm gì ai cũng biết rồi. Trong cái video, Chúa cúi xuống, lấy tay vẽ vẽ lên đất. Có người nói với tôi, Chúa viết tội của họ ra. Không, đó là cử chỉ câu giờ. Họ đang hùng lên như vậy, bây giờ Chúa lắng xuống, Chúa ngồi xuống, Chúa để im lặng. Tất nhiên là Chúa mời họ nhìn vào lương tâm của họ, để im, để mọi người đang hùng hổ kết án người khác thì có giờ im để nhìn lại chút, lương tâm sẽ bày ra. Nhưng Chúa chưa nói. Khi họ nói sao lâu quá vậy, thầy cho biết ý kiến đi, thì Chúa mới ngước lên nói: Ai thấy mình không có tội thì ném trước. Ghê quá. Chúa lặng lặng cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Và Thánh Luca viết: Vì họ cứ nài nỉ mãi, Chúa ngẩng lên bảo: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Tôi thích cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn dòng Chúa Cứu Thế. Cha chết rồi, nhưng cha viết như thế này. Theo luật Do Thái, bắt quả tang
ở ngay câu 3 của Thánh Gioan đó, là trường hợp phải có hai nhân chứng chứng kiến. Hai nhân chứng đó phải là đàn ông, không tính chứng của phụ nữ, bắt gặp tại trận và can phạm đã từng bị cảnh cáo trước đó rồi thì mới đi ném đá. Mà ngoại tình thì phải có hai người. Vậy cái người đàn ông kia đâu? Không lẽ bà này ngoại tình một mình? Và có người nói thầy nó nhanh chân nó chạy rồi, còn lâu, đang ở chuồng chạy đâu. Thấy chưa? Thật vậy, có thực sự là người phụ nữ này bị bắt quả tang không? Chúa biết tâm địa của họ. Tôi cũng không tin đây là một chuyện ngoại tình một cách vô tư không. Chiếu theo luật khắc khe như vậy, bắt được quả tang không phải là dễ. Muốn ngoại tình họ kín đáo lắm, khéo léo lắm, giấu giếm hay lắm. Vả lại, chẳng ai đi ngoại tình rồi để bị bắt tại trận, bởi vì sẽ bị ném đá. Kẻ phạm tội ngoại tình dĩ nhiên rất khéo léo, rất tinh xảo, hết sức kín đáo. Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn dùng chữ trí minh mẫn tuyệt vời của Chúa Giêsu thật lạ lùng. Chúa nhìn thấy đây là một trường hợp gài bẫy, có cả một âm mưu, một tổ chức theo dõi rình rập do một đạo diễn cực kỳ gian ác dàn cảnh để cái nhóm đi bắt quả tang cái người phụ nữ đó rồi đem cô đó đi kết án tử hình. Như vậy, cái gọi là bắt quả tang có điểm gì bất thường? Đó là chưa kể đến sự khiếm khuyết về điều kiện theo luật định. Luật nó buộc hai người nhân chứng phải bước ra, mà cái ông xô cái cô trước mặt Chúa và đứng nói thầy xử làm sao, ông không phải nhân chứng. Nếu ông là nhân chứng ông nói rồi. Luật pháp công nhận hai người nhân chứng bước ra làm chứng. Và là ai được quyền ném đá? Người chồng ném viên đá đầu tiên. Cho nên Chúa hỏi, ai thấy mình không có tội thì ném. Gián tiếp Chúa hỏi, ông chồng ơi, ông có vô tội trong vụ này không? Xin ông ném trước. Và đối diện với lương tâm, ông không ném, không thằng nào dám ném. Nghe cái câu đó lần lượt bỏ đi, tôi tin chắc là người chồng đi trước. Rồi mấy ông kia thấy thằng chồng đi, đâu dám ném, đi luôn. Chúa Giêsu hay thật, có thể đây là một vụ theo luật mai sen được ly dị mà quý vị. Mà hãy ly dị thì phải chia tứ lục, ông chồng 6, bà vợ 4. Nhiều người cơm không lành, canh không ngọt, muốn bỏ vợ thì dàn cảnh để cho vợ giống như bị mê hoặc bởi một thanh niên nào đó đã được thuê để ngồi nói chuyện, để tâm sự, để bị dụ dỗ, rồi úp tới bắt. Mà trong trường hợp đó, hai người nhân chứng vì đã ăn tiền cho nên không dám bước ra. Khi Chúa hỏi, đó, ai thấy mình sạch tội, đi ra làm chứng nữa đi, đi ra ném đá đi. Không đứa nào ra hết. Dàn xếp âm mưu để giết vợ, để khỏi chia tứ lục, để đi cưới người khác. Vậy là cả một kế hoạch giết người mà hợp pháp. Ghê thật. Chúa Giêsu lấy ngón tay viết dưới đất trong câu 6 của chương 8 Thánh Gioan, nghĩa là Chúa giữ im lặng như hồi nãy tôi nói. Chúa không nhìn ai hết, để mỗi người nhìn vào lương tâm của mình. Và khi Chúa hỏi như vậy, họ bỏ đi. Chữ lương tâm tiếng Việt hay quá quý vị. Lương là tốt lành, tâm là cái con tim. Để giật mình nhận ra rằng Thượng Đế Thiên Chúa thấy rõ mọi sự, mọi ước mơ, mọi âm mưu, mọi toan tính, dù tốt hay xấu, dù đúng hay sai, dù thiện hay ác, dù thánh thiện hay tội lỗi đến mấy, Chúa thấy rõ từ đầu. Cho nên đối diện với lương tâm, càng đối diện càng thấy sốt ruột. Họ hỏi mãi, Chúa bảo ai vô tội ném đi.
Câu hỏi này xoáy vô lương tâm của họ. Hai người làm chứng không dám bước ra. Theo phong tục họ phải bước ra, cho nên ai sạch tội, chắc họ nhận tiền rồi, họ không dám bước ra. Câu hỏi đó khiến họ bỏ đi. Còn có một mình người phụ nữ ngồi đó. Cô ta cúi mặt xuống để đợi hòn đá ném vào đầu đó, bởi vì nó ném vào mặt đau hơn. Ai cũng tránh không nhìn. Rồi thấy đi hết rồi, cô nhìn chung quanh không còn ai, còn mình Chúa Giê-xu với các môn đệ đứng vòng quanh. Chúa hỏi, mấy người kết án chị đâu rồi? Cô nhìn lần nữa, đi hết rồi. Nhưng cô không dám nhìn Chúa, là vì họ đi nhưng Thầy sẽ ném đá, vì Thầy là mẫu mực. Chúa biết cái tâm tình đó, Chúa nói, tôi không kết án chị đâu. Chúa đỡ đứng dậy, Chúa bảo đi về đi, đừng phạm tội nữa. Có nghĩa là cẩn thận, giữ mình. Chúa không có nói là cứ phạm tội, đi về đi, đừng phạm tội nữa. Hay thật quý vị, Chúa thực tế nhỉ. Không có vạch mặt cái người chủ mưu, không kết án những người ăn tiền giàn cảnh, nhưng cũng tế nhị để dặn người phụ nữ muốn sống bình an, giữ mình, đừng phạm tội. Hay quá. Cái năm tôi quyết định sinh ra khỏi dòng La Sen là cuối năm 2002 để nhập vào Đại Chủng Viện. Có hai đại chủng viện lớn, một ở Sydney, quý vị biết, ở phía đông. Tôi chọn đại chủng viện xa hơn ở phía tây, giống như từ Florida bay qua Cali đó, khoảng 4 giờ mấy, 5 giờ bay. Ở đại chủng viện Sydney là Chúa Chiên Lành, ở ngay cái làng Thế Vận Hội Homebush, cái hội Thế Vận Hội năm 2000 đó, chỗ đó tưng bừng lắm. Ở cái sân bên trong của các thầy đại chúng sinh có bức tượng mà mấy ông gọi là ugly statue, bức tượng xấu xí. Mà thật, không có bức tượng nào xấu bằng bức tượng đó. Tôi vào thích ngắm bức tượng đó lắm. Đó là bức tượng một người đàn ông Do Thái, cởi áo choàng ra rồi, một tay lấy trớn, một tay để vậy, là chuẩn bị giống như chơi baseball, ném đá, tay cầm cục đá nha, đang lấy trớn. Nhưng coi kỹ gương mặt, nếu là người đang nổi giận thì chân mày xếp lên, còn cái này chân mày sụi xuống, tức là quê. Rồi người nghệ sĩ làm cái tượng thì để cục đá nó dính ở đầu ngón trỏ tay phải, tức là nó rơi rồi. Nhưng mà nếu nó rơi luôn thì không ai hiểu, thả ra cho cục đá dính ở đây. Và ông ta xả tay này ra rồi, chứ không lấy trớn nữa. Ông ta sắp ném mà không ném, mà gương mặt rất xấu. Ở dưới có hàng chữ của Chúa Giê-xu: ai sạch tội thì ném trước đi. Rồi cái bản dịch: hỡi các linh mục tương lai, cha có thấy mình vô tội để kết án các tín đồ của mình không? Hỡi các linh mục tương lai, ai là người sạch tội thì kết án trước đi. Dịch ra nhiều thứ tiếng, đọc nó thấm quý vị, nó thấm vô tận tim. Y như mình có mặt trong cái đám đông đòi ném đá cái cô đó. Rồi Chúa hỏi một cái nó giật mình: ai, các linh mục tương lai, ai sạch tội thì kết án đi. Hay thiệt, họ chuẩn bị những thế hệ linh mục tương lai thấm cái chương 8 của Thánh Gioan: không kết án, trong tòa giáo hòa không hạch hỏi. Tòa giáo hòa và bí tích giáo hòa chỉ ban hai điều, quý vị có nghe các cha đọc không? Bình an và tha thứ. Không có hỏi gì khác, không làm người ta lo lắng thêm. Người ta đến đó với lòng khiêm nhường thì ban bình an, tha thứ, hai điều. Peace and forgiveness and pardon, tha thứ. Cho nên nếu trong những thế hệ trước các cha hay hạch hỏi, làm người ta lo lắng và sợ, là không đúng với ý nghĩa chính của bí tích giao hòa: bình an, tha thứ.
Thưa quý vị, tôi dùng cái dụ ngôn, không phải câu dụ ngôn, câu chuyện có thật của người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Rõ ràng Thiên Chúa tha thứ, ai có quyền kết án? Hồi nãy mình thấy thằng anh nó kết án thằng em, cũng là một điều ngoài ý muốn của ông bố. Huống chi chúng ta không bao giờ kết án ai. Nhiều người vẫn nói với tôi, ông Giuđa bây giờ chắc chắn ở dưới quản ngục. Tôi nói giáo hội chưa công bố gì hết, làm sao biết? Sợi dây nó thắt, có chết liền không? Thưa không, chỉ cần một tích tắc hối hận, Chúa tha. Thì mình biết bây giờ ông Giuđa Iscariot ở đâu? Sao mình biết? Chỉ có lòng nhân từ Chúa biết. Cái động cơ ông bán Chúa không phải vì tham đâu. Ông có mưu đồ chính trị nữa. Xét cho cùng đó, ông đã thấy Chúa làm nhiều phép lạ rồi. Bây giờ muốn đánh đuổi La Mã phải ép Chúa bị tụi nó bắt. Rồi Chúa sẽ vùng lên tự giải thoát. Rồi sẽ làm cho toàn dân nổi dậy đuổi La Mã đi. Chúa làm phép lạ được mà. Ông có tin. Ông đâu cần tiền. Bằng chứng là lúc Chúa bị kết án tử hình mà không tự thoát thân, ông hối hận đem tiền ném lại trả. Ai dám kết án? Thưa không, đừng bao giờ kết án. Tuần rồi ở Chicago nữa, có một bác hỏi tôi, cha vừa mới nói Chúa tha hết, tại sao Chúa không tha cho ma quỷ? À, bây giờ có ai giúp tôi trả lời đi. Đơn sơ quá hả? Câu rất là chính xác. Chúa nói Chúa tha hết. Mình vừa mới nói lòng Chúa thương xót tha hết. Tại sao Chúa không tha cho ma quỷ? Đây là sách giáo lý trả lời. Là vì chưa bao giờ ma quỷ hối hận. Và chưa bao giờ ma quỷ xin lỗi. Hết. Và tôi tin đó là câu trả lời đúng nhất của giáo hội. Hay quá quý vị. Sao căng thẳng quá vậy? Như vậy thì mình có câu đố nè. Trời đó là đàn ông hay đàn bà nè? Chữ trời của người Việt đó. Trời. Ở dưới miền Nam trước nhà có cái bàn, có cái cột, có tấm ván. Trên đó để một cái chung, một cái chén, có cát để cắm nhang, để cắm hoa, để gọi là bàn thiên. Bàn thiên là bàn thờ trời. Vậy trời là đàn ông hay đàn bà? Có người nói ông trời. Tôi công nhận vậy. Trời là người. Là vì có mặt trời, có chân trời, có lưng trời. Nhưng chắc chắn là nữ vì có bầu trời. Mấy bà mới có bầu chứ. Lại cười, cười cho vui. Nó không có ra cái nghĩa gì đâu, nhưng mà tại mình dùng chữ bầu. Rồi. Bên Việt Nam có một ông nổi tiếng. Ông đi đâu ông chuyển giới tôi không biết. Thời đó chắc chưa đi qua Thái Lan đâu. Mà ông chuyển giới thành công. Bây giờ ông qua đời rồi vẫn nổi tiếng là ông nào? Lại bí nữa. Ở trên Thu Sa này người ta đơn sơ ghé. Ông nào? Đúng, ông Thọ. Ông chuyển giới cho nên ông mới có sữa. Sữa ông Thọ. Bán khắp nơi thấy không? Rồi. Cười cho nó vui, cho nó thoải mái. Một câu đố nữa. Trong giáo hội mình có ba vị, ba thánh. Mình tôn kính, có ngài tôn kính. Công khai luôn, tôn kính, chứ tôi không nói tôn thờ. Mình chỉ tôn thờ Thiên Chúa. Còn tất cả các thánh mình tôn kính. Phân biệt rất rõ. Ba thánh mình vẫn tôn kính mà ba thánh đó không có linh hồn. À, kỳ chưa? Là người thì phải có hồn, có xác. Đây có ba thánh mình tôn kính mà không có linh hồn. Xin ông chủ tịch cho biết một thánh. À, lại cười, ông cười. Cười vui không sao đâu. Ai biết? Cái gì? Thánh giá. Thánh giá làm gì có linh hồn? Đó. Thánh giá mình tôn kính phải không?
ngày 14 tháng 9 có nguyên cái lễ suy tôn thánh giá. Thứ sáu tuần thánh, tuần sau lễ suy tôn thánh giá nữa. Thánh giá nha, tôi không nói tượng chuộc tội à. Hôm qua tôi phân biệt rồi, tượng chuộc tội là có hình Chúa Giêsu trên đó, không có hình thì gọi là thập tự hay thập giá, nếu được làm phép thì gọi là thánh giá, mà không có tượng Chúa. Cái thánh giá được tôn kính, được sông hương, đâu có linh hồn, cái cây mà. Thứ hai, thánh kinh, cuốn sách làm gì có linh hồn, mà có tôn kính không? Có, sông hương đó. Rồi hôn kính một cách kính cẩn. Thứ ba, thánh đường. Trời đất ơi, thánh đường này được làm phép gần 3 năm rồi phải không? Tới tháng 8, tháng 9 này nè, đó. Có linh hồn không? Cái building làm gì có linh hồn? Mà có tôn kính không? Có. Đức cha phải xức dầu trên bàn thờ, phải đi rải nước thánh ráp giáp vòng để gọi là thánh hiến. Hôm đó tôi thấy trong cái video đó, tôi coi trước, Đức cha mở lễ bằng câu tiếng Việt, thấy đau khổ hết sức. Quý vị coi lại đi, Đức cha nói nhường dành cha và con và thánh thần, tất cả mọi người, amen. Quý vị thấy tôi chu đáo chưa? Trước khi tới đây tôi phải tìm video để tôi coi nhà thờ ra làm sao. Cha Đô thắc mắc sao kỹ như vậy, tôi nói để coi có cửa sau. Bởi vì đang sinh hoạt mà công an phường đến khám, con có cửa sau để chạy. Cha nói bên này làm có cái vụ gì đó. Nhưng tôi nói chơi cho vui. Thánh đường, thánh kinh, thánh giá, không có linh hồn, mình vẫn tôn kính, vào nhà thờ cúi đầu bái quỳ mà, bởi vì có Chúa. Rồi, câu hỏi thứ nhì, có thánh nào một lúc có ba linh hồn? Sao kỳ vậy? À hay, ngày 26 tháng Chạp sau lễ Giáng sinh mừng lễ thánh gia, Holy Family, ông Giuse một linh hồn, Đức Mẹ một linh hồn, Chúa Giêsu một linh hồn, có một thánh gia thôi, có ba linh hồn. Đó cũng là cái câu thánh nào có ba đầu sáu tay. Đó đó, thánh gia đó. Ông Giuse một đầu hai tay, Chúa Giêsu một đầu hai tay, Đức Mẹ một đầu hai tay, có phải ba đầu sáu tay không? Nghe nó ghê không? Cười cho vui để mà nó đỡ mệt chút, nhưng mà tới giờ nghỉ rồi đó, còn một phút nữa là hết đó. 12 giờ đó đi ăn trưa thịt nướng quý vị ơi. Hồi sáng tôi đang ngủ gà ngủ gật, tại cửa sổ tôi có thói quen để hở, mùi thịt của mấy ông bác ở đây nướng, gió nó bay hướng đó xuống nhà xứ, mẹ nó thơm quá sức thơm. Tôi thức dậy phải chui ra thì thấy đang nướng. Trưa nay tôi chúc mọi người ăn ngon thịt nướng. Lời kết hôm nay là trở về với tình thương của Cha trên trời. Là vì hai ngày mình đã nói trở về với cái thiên chức được làm con. Bây giờ mình gọi Chúa là Cha. Mình hãnh diện là vì qua Chúa Giêsu mình thấy trường hợp tội lỗi nào Chúa cũng tha. Tôi điển hình câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang. Do đó hãy tin rằng Chúa yêu thương mình. Cái dụ ngôn nước trời giống như người kia đi tìm kho tàng giấu trong ruộng, rất nhiều người hiểu khác, giải thích cũng đúng, nhưng tôi hiểu như vậy. Không phải mình đi tìm đâu, Chúa đi tìm mình. Mình là kho tàng của Chúa. Mình bị giấu trong ruộng, bùn đất lấm lem, Chúa vẫn tìm. Và Chúa bán hết mọi cái, bán luôn con của mình để mua cho được mình. Tôi hiểu như vậy, tôi thấy thích hơn. Đâu ai cấm tôi. Tôi mời quý vị hiểu, mình là kho tàng, kho báu của Chúa. Cái gì mình quý thì mình gọi là kho tàng, kho báu. Như là người Tây Phương, hãy nó thương ai, nó thấy tim nó ngọt, phải không? My sweetheart. Tim ngọt, my honey, cục mật cũng ngọt, ghê chưa? My sunshine, tia nắng ấm mặt trời là hạnh phúc. Người Việt Nam mình hay hơn, thương ai thì tính thành từng cục, cục cưng của anh. Kinh khủng, mấy ông súng răng đọc chữ cưng đâu được, nó ra chữ gì, đừng nói. Lại cười, bây giờ 12 giờ 1 phút. Xin cùng đọc kinh sáng danh, cảm ơn Chúa. Rồi ăn trưa xong là mình đi về phải không?
Tới tối 8 giờ mình mới trở lại để tiếp đề tài. Xin mời quý ông bà cùng đứng để tạ ơn Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho thức ăn chúng con sắp dùng và ban bình an cho từng người. Amen. Cảm ơn và chúc mọi người một bữa ăn trưa thật ngon.